À dạ vâng, anh đến chưa ạ? À vâng ạ, em xuống rồi đây ạ. Anh cứ đi từ đầu ngõ vào là được ạ. Dạ vâng ạ. Của em 250.000 nhưng mà đã thanh toán rồi em nhé. À dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Và ngày hôm nay sẽ là một phần video clip hết sức đặc biệt. Các bạn ơi, đã sắp tới ngày Giáng sinh rồi đúng không? Đó là lý do tại sao mà các thành viên ở trong team Học Văn Chị Hiên đã rất là vất vả để đi lên trên Shopee săn một cây thông về để trang trí cho văn phòng. Và có một cái điều rất là bất ngờ là với một cái cây thông cao 1,5m và hình như là có tận 121 phụ kiện đi kèm thì phải, nhưng mà team Học Văn Chị Hiên săn chỉ với giá là 250.000 ở trên Shopee thôi. Thế nên là không biết là thực sự là chất lượng của cây thông này có đẹp giống như là ở trên hình ảnh hay không. Các bạn có thể nhìn hình ảnh cây thông ở trên góc này của màn hình nhá. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau bóc hộp, đập hộp để xem là cây thông 250.000 với 121 phụ kiện thì đẹp lung linh như thế nào các bạn nhé. Nào, bây giờ chúng mình bắt đầu thôi, let's go. Trang trí cây thông này nhanh chóng được. Nên bây giờ chị sẽ gọi là hô biến ra thêm hai người bạn đồng hành với chị để trang trí cây thông ngày hôm nay nữa. Nào. Rồi bây giờ thì bọn mình sẽ bắt đầu bỏ từng món đồ ở trong hộp này ra xem nó là cái gì nhá các bạn nhá. Đây bây giờ chúng mình sẽ bỏ. Đây là chân đúng không? Đúng rồi, chân của cây thông. Tiếp tục. Rất nhiều quả thông nhá. Quả thông. Cái này là đây. Tán chính của cây thông này, nhưng mà bản thân chị cảm thấy nó hơi bị phát kem tí. Thực sự như vậy. Nhưng mà giống cây thông. À mình có hai tán luôn nhá. Ui, cái tán này to phết đấy. Tán chính à? Cái này to phết đấy. Cái này to đấy. Được đấy, được đấy, được đấy. Chắc là được đấy. Đây chắc 120 phụ kiện thôi này. Không, bây giờ chị em mình sẽ đếm xem có đúng đủ là 121 phụ kiện thật không. Giống như quảng cáo. Nhưng mỗi quả trong này là tính là một phụ kiện á? Đúng rồi, chắc là mỗi loại sẽ là một phụ kiện. Một này. Một hay là hai đấy nhỉ? Một thôi. Hai này. Uầy, phụ kiện này xịn thực sự luôn đấy. Có cả mát luôn ạ. À. Có cả mát luôn ạ. À. Đây là tính là một hay là sáu nhỉ? Một. Hai. Đây là quả thông này. Đây là quả thông treo. Đây là mini đúng không? Đây là quả thông treo. Mini. Uầy. Các bạn biết không? Vừa rồi, bọn mình lại tốn thêm mấy chục nghìn để mua đèn nhấp nháy. Và bây giờ trong đây cũng có đèn nhấp nháy các bạn. Nhưng mà chắc là không biết có dùng được nên là bọn mình vẫn chọn mua đèn nhấp nháy khác. Cái nơ xịn sò thực sự luôn ấy. Ông già Noel fake thực sự luôn như này. Nhỏ xíu ấy. Ui. Ông già Noel chỉ bằng một phần mấy của một người tiết thôi. Đúng rồi. Ông có mua sao? Hai nghìn viên. Đây, còn có cả quả cầu nữa. Đây là một trong những cái loại rất là đặc trưng mà kiểu gì trên cây thông Noel cũng sẽ được treo được quả cầu này. Quá nhiều quả cầu đấy. Nhưng mà chị nhìn quanh đây rồi, chị nghĩ là không đủ ấy đâu. Không đủ 121 đâu. Đây ngôi sao đây mọi người ạ. Ngôi sao khủng khiếp. Ngôi sao khủng khiếp. Ngôi sao hy vọng. Merry Christmas. Đúng chính tả nhé các bạn nhé. Đúng chính tả. Cuối cùng đây ạ. Đây là chuông và ngôi sao. Cái này chắc được làm bằng xốp này. Với cả đây là nơ nữa. Đó là tất cả những cái gì mà có trong cái hộp này. Và các bạn biết không, tất cả những thứ ở trên này bọn mình mua chỉ với giá là 250.000 thôi. Và quả thực là những cây thông ở đây thì rất là chất lượng, khá là chất lượng. Mình cảm giác là nó sẽ tốt đấy. Bởi vì là nó cực kỳ chắc chắn đấy. Cảm giác là cái khung nó rất là chắc chắn đấy. Ở đây còn có thêm một cái tán ở trên đỉnh nữa. Và nhìn lại người ta kiểu rất là nghệ thuật luôn đấy.
cho cái đỉnh của nó có đúng cái và kiểu cái cành thông ở đây ấy. Chất lượng đấy, chất lượng. Còn lại thì về cây thông thì rất là ok. Nhưng mà mình cảm thấy là những cái đồ trang trí này ấy thì khá là phách một chút. Mình cảm thấy là không biết là treo lên thì nhìn nó sẽ như thế nào. Nhưng mà nhìn này các bạn nhìn cả cái món đồ mà mình cảm thấy kiểu thất vọng nhất ở trong những cái ấy, đó chính là ông già Noel các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn cận vào đây ấy, các bạn sẽ thấy là kiểu cảm giác kiểu nó khủng khiếp ấy. Đây các bạn có thể nhìn này, ông già Noel mà nhỏ xíu mà cảm giác kiểu ông già Noel kiểu không vui mấy ấy. Kiểu thực sự là như vậy. Cả một câu là vui mấy, không vui mấy. Cả một câu là một ông già Noel vui mấy các bạn ạ. Nhưng mà thôi, bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu tiến hành bỏ cây thông này ra và bắt đầu trang trí thôi. Nào, bắt đầu cùng trang trí. Chắc chắn phải bỏ cái chân này. Đúng không, mình sẽ bỏ cái chân ra trước đi. Sau đó thì em sẽ bỏ cái này thôi chị. Bên này chị không biết là bỏ từ gì nhỉ? Thế như là sẽ từng 8 năm rồi. À, đây uốn ạ. Mình sẽ tự uốn ạ. Đúng rồi. Mình sẽ tự uốn. Đây. Đúng rồi, chuẩn đây. Đây, sẽ quay ra đây nhé. Mình sẽ, đây. Cuối cùng thì bọn mình đã chọn cái góc này. Cuối cùng thì chúng mình đã chọn cái góc này để làm chỗ đặt cây thông Noel. Đây, chúng mình sẽ để ở đây. Cái này thì nó xịn sò ở chỗ là nó có cả cái chốt ở dưới cho mọi người luôn đấy. Để mọi người có thể cố định. Cái này nó chắc chắn, được vậy. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng tách cái lá thông này ra. Đá nó rơi hơi rời ra. Thôi nghe nó phải kiểu như là hơi rời ra. Em cứ bẻ ra đã. À đây, ở đây dưới này có rất nhiều tán khác. Đúng rồi, chuẩn. Em bẻ tán ra. Chưa thấy thằng nào mà rời ra. Chưa thấy cái không bao giờ. Chín đá bình thường sắp sắp xem lại còn 2,5. Nếu như mà các bạn mà muốn có một cái cây thông vừa vặn, nhỏ nhỏ xinh xinh để đặt ở văn phòng của mình hay là đặt ở nhà của mình thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một trong những cái lựa chọn rất là tuyệt vời. Ở đây thì chúng mình chỉ có thêm đúng một cái phụ kiện duy nhất của chúng mình, đó là thêm một cái dây đèn nhấp nháy này thôi. Tại vì là ở trong bộ này chỉ có một dây đèn nhấp nháy và mình cảm thấy là nó hơi bị thưa, nên là mình đã thêm một cái dây đèn nhấp nháy nữa vào đây. Còn ngoài ra thì không có thêm bất cứ một thứ gì cả. Tất cả đều là những cái phụ kiện nằm trong cái hộp phụ kiện mà chúng mình nhận được.
đây có thể sẽ là một cái gợi ý rất là tuyệt vời cho các bạn ở trong mùa Giáng sinh này đấy. Thế nên là hy vọng rằng là nếu như các bạn muốn có một cái không gian Giáng sinh thật là ấm áp thì các bạn có thể mua một cây thông nhỏ xinh như thế này về đặt trong căn phòng của mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye.